Nhìn những hình ảnh này, ai cũng tưởng là những viên than tổ ong để đốt lò. Có viên mới, có viên đã cháy hết. Nhưng thực chất, đây là những chiếc bánh mì nóng hổi, thơm ngon do Tô Linh Nghi, 26 tuổi, một bà mẹ bỉm sữa ở quận 8, thành phố Hồ Chí Minh sáng tạo nên. Tình cờ lướt mạng, Nghi thấy có nhiều thợ làm bánh nước ngoài, làm các loại bánh tương tự bằng nếp và bánh cookie, bánh quy nhỏ. Nghi làm bằng bánh mì vì chồng cô rất thích ăn bánh mì. Nghi thử Nghi làm bằng mấy cái khuôn tròn làm bông lan á. Sau đó mình thấy nó dễ thương quá nên là mình thử mình đặt những cái khuôn nhỏ nhỏ hơn để mình làm. Và thấy là khi mà đăng lên mạng thì mọi người rất là thích. Công việc đầu tiên của mình á, mỗi ngày là mình sẽ đi lau những cái khuôn cho nó khô thật khô. Xong sau đó mình quét bơ lên cho nó đầy hết cái khuôn, nó đừng có bị dính để nó ra một cái hình đẹp nhất luôn. Xong sau đó mình mới đi nhồi bột. Nhồi thì mình chỉ cân đo các nguyên liệu và mình bỏ vô máy nhồi ra. Xong sau đó thì mình lại cân cái khối bột đó ra từng cục như là mình bỏ vô khuôn, rồi mình lại đem ủ. Ủ thì cũng phải mất 1-2 tiếng mới xong. Có những cái ngày mà trời nóng quá mà ủ xong rồi không có nướng kịp, với là cái bánh nó sẽ bị hư. Cho nên là mình phải rất là căng não về cái khâu đó luôn á. Nhìn những chiếc bánh mì y như viên than tổ ong, ai cũng trầm trồ. Nhưng thực tế, khi mới bắt đầu cách đây nửa tháng, Nghi đã từng thất bại nhiều lần khi khâu tạo hình không được như ý muốn. Mình muốn là tạo hình thủ công thì mình dùng tất cả các dụng cụ từ cây sắt tới ống hút rồi tất cả mọi thứ, nhưng mà đều không có ra được cái hình như cái than tổ ong. Khi mình ghim vô cái bánh là nó lại phồng lên trở lại, vì nó là bánh mì mà nó không có dễ như là cái bánh cookie hay là cái bánh bông lan. Thì sau đó thì mình mới nghĩ cách ra là tìm một cái đồ khoan vô nó. Đó là bây giờ là mình đã làm theo cách đó, và mỗi ngày mình đều phải xiên tự tay mình, nó xiên hết mấy trăm cái bánh luôn. Hiện nay, bánh mì than tổ ong có đến 4 màu là đen, vàng, xanh matcha và đỏ củ dền. Tuy nhiên, màu vàng từ bột đậu nành khiến chiếc bánh giống cục than đã đốt hết, và màu đen được làm từ tinh than tre với nhân mứt dầu hoặc nhân trứng muối thu thần cả. Từ khi được chia sẻ trên mạng xã hội, chiếc bánh than tổ ong nổi dần dần khiến mẹ bỉm sữa làm không kịp tay. Nếu mà tính riêng bánh than không á, thì nó dao động khoảng từ 50 tới hơn 100. Có những ngày là cái bánh than nó lên tới 100 mấy, 200 cái. Nếu mà những cái đơn ở tỉnh nhiều quá thì mình phải làm xuyên suốt từ 4-5 giờ sáng cho tới 9-10 giờ đêm luôn. Ngoài bánh than tổ ong, tiệm bánh nhỏ của hai vợ chồng ở nhà cũng bán nhiều loại bánh như bánh tạo hình củ quả, bánh ngọt của Pháp như phô mai nướng hay tiramisu của Ý, làm theo đơn đặt hàng, trái cây sấy, trà detox giải nhiệt cũng được tự tay bà mẹ hai con đảm nhiệm. Những cái việc mà làm bánh á, như là trộn nguyên liệu hay là cân đo đong đếm đó là Nghi làm hết. Nhưng mà cái khâu mà dọn dẹp, vệ sinh là chồng Nghi phụ, chứ Nghi không thể nào mà làm được hết. Hoặc là chồng Nghi sẽ giúp Nghi đóng gói để giao cho shipper. Đó là hai vợ chồng cùng nhau làm. Mặc dù bánh mì than tổ ong đang rất hot trên mạng xã hội, tuy nhiên, Tô Linh Nghi cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục cho ra nhiều bánh mới chứ không phải chỉ dừng ở bánh này.